À, các bạn ơi, cho em đút gì kỳ rồi mà Giang Ngọc ôm. Rồi, ôm nè, ôm nè. Ôm. Trời ơi, hai giỏi quá, em Dung cũng giỏi quá. Rồi, đút cho chị Hai nữa nè. Chị Hai ơi, ăn nè. Rồi giúp lau miệng cho Hai. Giỏi quá em Dung, giỏi quá. Rồi. Hai ơi ngon không con? Sinh nhật của em bé Bảo Dung nha. À con cắt đi con. Rồi con cắt bánh rồi con chia ra con đút cho chị Hai Ngọc nha. Rồi con cắt ở đây nè con. Bên này nè, quay bên này. Hôm nay là sinh nhật mừng em Bảo Dung vừa tròn 4 tuổi nha. Bảo Dung lớn rồi đó, đúng không Bảo Dung? Dạ. Lớn lên thì mình sao? Mình sao? Mình càng ngày sao? Giỏi hơn, ngoan hơn, không có ngậm gì nhọn nguy hiểm. Rồi hứa gì với mẹ nữa nè? Con hứa gì nữa không? Trời ơi, sao kỳ vậy? Hứa là ngoan hơn, học giỏi hơn, phụ mẹ việc nhà, rồi yêu chị Hai, rồi yêu ai nữa, yêu ai nữa, rồi gì nữa không, có gì nữa không, thôi hả, rồi con cắt bánh đi đốt chị Hai nha, rồi cho con cắt bánh nha, rồi con cắt đi. Rất là nhịn ăn nha. Rồi cắt phần miếng nè. Rồi lấy cái dĩa ra, con lấy cái dĩa ra. Lấy cái dĩa đi. Thôi chị Hai hát xì qua, nó hay bệnh nữa rồi. Cầm nha. Chị Hai ơi, hôm nay sinh nhật em. Hai ăn mừng sinh nhật em nha. Hai hả miệng ăn nè, ôm nè. Yêu quá, yêu hai đứa quá. Rồi cần ăn miếng rồi đút chị Hai miếng nha. Đó chị Hai vui đó, ngon không con? Rồi rồi đút chị Hai Ngọc miếng nè. Ngọc ơi ăn bánh sinh nhật nè. Ăn bánh sinh nhật em rớt đút rồi. Rồi các bạn ơi, sao em đút gì kỳ vậy? Rồi mình Giang Ngọc ôm. Rồi ôm nè, ôm nè. Ôm. Ôi Hai giỏi quá, em Dung cũng giỏi quá. Rồi đút cho chị Hai nữa nè. Chị Hai ơi ăn nè. Chị Hai ơi ăn nè, nói gì đó. Rồi Hai miệng kìa. Rồi chút lau miệng cho Hai. Giỏi quá em Dung, giỏi quá. Rồi chị Hai ơi ngon không con? Rồi Hai em Dung đút cho Hai miếng bự dữ hả? Cho chị Hai ăn được. Rồi đất ơi bự dữ dính miệng Hai luôn. Rồi xong luôn. Happy birthday Tú Du hả? Dạ. Trời ơi Dung viết hay dữ hả? À, mọi người ơi, mọi người đọc ra Bảo Dung viết chữ gì không? Đâu Bảo Dung phiên dịch cho mọi người nha. Chữ gì coi, đọc coi. Happy... đâu rồi? Nè, chữ nè. Happy birthday Du Du. Happy birthday Du Du. Trời ơi, hay quá. Ôi đúng, Bảo Dung là thiên tài của mẹ nha. Nha. Mẹ đừng có nói, mẹ đừng có sụp hình. Xong nó sắc anh tàn lắm, mẹ đừng có đụng nha. Mẹ không có đụng vô luôn á. Con đang đụng vô, con kiểm tra hả? Giờ con kiểm tra cái gì? Con kiểm
đẹp. Đẹp không? Còn còn